Ngày hội bóng đá châu Âu sẽ mở màn tại thành phố Munich, nước Đức. 51 trận cầu đỉnh cao với những ngôi sao sáng chói. Trận chung kết sẽ diễn ra tại đây ngày 15 tháng 7. Những đêm không ngủ với toàn bộ 51 trận đấu trực tiếp trên các kênh sóng của VTV. Bình luận trường quay đặc sắc và các chương trình đồng hành sôi động. Nước Đức đã sẵn sàng cho ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu. Trọn vẹn cảm xúc vòng chung kết UEFA Euro 2024 trên VTV.